Chào các anh chị, đây là cái mẹo nhỏ giúp anh chị có thể gõ tiếng Việt trên phần mềm Mac Full Frame và Mac Care. Đầu tiên thì ví dụ như bây giờ em sẽ tạo một kịch bản mới, đăng bài lên tường. À, xin chào các bạn này. Đấy sẽ không gõ được tiếng Việt. Mặc dù là Unikey đã bật tiếng Việt rồi nhé, nhưng mà vẫn không được. À, gõ ra bên ngoài thì được. Xin chào các bạn. Thì để mà gõ được tiếng Việt ở trên cái phần mềm Mac Full Frame ấy thì đầu tiên thì anh chị thoát cái phần mềm Unikey ra, chuột phải chọn kết thúc, sau đấy search Unikey, chuột phải chọn vào, chọn run admin, phải chạy cái phần mềm Unikey này dưới quyền admin thì mới gõ được tiếng Việt ở trên phần mềm Mac Full Frame. Bây giờ em gõ lại nhé, xin chào các bạn. Ok, thế là đã gõ được tiếng Việt trên phần mềm Mac Full Frame. Thì đây là một cái mẹo nhỏ nhỏ thôi. Tuy nhiên thì nhiều anh chị chưa biết. Thì hẹn các anh chị ở các video tiếp theo.